Như các bạn biết đấy, tuổi dậy thì là giai đoạn vàng để phát triển chiều cao, và nếu mà giai đoạn này chúng ta có thể tăng từ 10 đến 12 cm nếu được chăm sóc và dinh dưỡng tốt. Thì hôm nay mình lại xin chia sẻ ba cái cách giúp chúng ta để phát triển chiều cao ở tuổi dậy thì. Thứ nhất, một đó là tăng cường vận động giúp phát triển cơ xương và từ đó giúp chúng ta phát triển chiều cao. Mỗi ngày chúng ta nên dành từ 30 phút đến 1 giờ để chúng ta tập luyện thể dục. Ví dụ như là những cái môn yoga này, bóng rổ này, quần vợt này, cầu lông là rất là tốt cho phát triển chiều cao. Và chúng ta nên tắm nắng 20 phút mỗi ngày để giúp tăng những cái hấp thu canxi vào trong cơ thể chúng ta các bạn nhé. Thứ hai là cải thiện chất dinh dưỡng. Cái chất dinh dưỡng này đóng vai trò rất là quan trọng đối với việc phát triển chiều cao của chúng ta. Ăn uống đầy đủ chất và đặc biệt một số những cái thực phẩm rất là quan trọng đối với phát triển chiều cao, ví dụ như là bổ sung kẽm. Kẽm thì không có tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển chiều cao, tuy nhiên là nếu mà thiếu kẽm thì chúng ta sẽ làm cho bạn chấm dứt cái thời kỳ phát triển của xương sớm nhờ các bạn nhé. Thứ hai là canxi. Canxi là một cái dưỡng chất rất cần thiết cho sự phát triển của xương. Canxi chúng ta có thể bổ sung từ sữa này, từ ngũ cốc này hoặc từ các sản phẩm có chứa canxi, và chúng ta uống đầy đủ nước. Ví dụ các đĩa đệm của chúng ta thì của xương chúng ta chiếm 90% của nước. Chính vậy khi chúng ta bổ sung thiếu nước thì dẫn đến những cái đĩa đệm nó co lại và chúng ta dẫn đến hiện tượng mất nước các bạn nhé. Và nữa đó là không hút thuốc, uống rượu ở cái thời điểm này vì là làm cho cái quá trình phát triển tự nhiên khiến cho cơ thể chúng ta thiếu chất, và không bỏ bữa sáng, các bạn lưu ý là như vậy. Và thứ ba đó là ngủ đủ và đúng giờ, vì các bạn biết đấy, hormone tăng trưởng được sản xuất khi của chúng ta đi ngủ. Chính vì vậy cái giai đoạn chúng ta đi ngủ đủ giấc và đúng giờ này rất quan trọng các bạn nhé.